mà chạy quá trời vậy? Cái xe đó chưa tính tiền hả chị? Ăn mặn giật chạy xuống em thấy đã không? Lần đầu tiên luôn anh. Ồ, ăn sáng đây luôn hả? Dạ. Còn đồ ăn không chị? Được. Bì chả la sườn. Em bì chả la sườn luôn ạ. Vô ngồi đi, vô ngồi nè. Lấy ghế nè Hùng. À, xin giới thiệu đây là một đối tác chiến lược mới của anh. Anh đang là quản lý tạm thời của anh ấy. À, thu nhập là sẽ là 50-50. 50-50 win-win. Ăn nhờ ở đâu? Anh có tiền, anh còn sót lại 100k. Có tuyệt vời, có tuyệt vời. Ôi, vậy anh em sao còn gần 200k. 200 là... Ôi, nhiều gì vậy? Có xin tố không? Cái số tiền hôm qua của hai người bạn kia đâu rồi ta? À, số tiền hai người bạn đó hả? Đưa hết cho em. Ai cho em được 300. 300 mấy, 400 rồi. Ngon okay. Rồi. Chị ơi, chị có bán xin tố 5.000 phải không chị? Bán cho em chứ không có sao. Bán cho em 5.000 đó, cho mình 5.000 kia. Chị có xin tố dâu không chị? Dạ, cho em xin tố dâu Nam. Cho em một xin tố bơ. Em xin tố bơ luôn à. Đối với anh giờ ăn sáng giống như ăn nhà hàng ở nhà mấy đứa. Thiệt đó. Ủa? Ai dâu nữa vậy? Em kia có một dâu à. Vậy lỡ là mà ba dâu rồi hả? À vậy có bà khỏi. Hai dâu thôi rồi chị. Không uống hả? Không ăn. Uống đi. Đồ. Xin ly bỏ đi. Dạ. Xin ly mang đi. Ở xanh ly mang đi cũng được. Nó sợ trễ giờ. Này tội nghiệp mới vô mà nó biết cái nhịp điệu rồi. Nghĩ là vào ăn chung. Ừ, ăn chung luôn đi. Ăn xong mình té trước luôn. Ừ. Vậy là mình phải ăn lẹ. Hiểu không? Xe mình đậu sao? Đậu kia anh. Để ra lấy tiền chứ. Cho em xin ly mang đi luôn nha chị. Tại vì tụi em phải tranh thủ. Em cũng vậy. Chạy quá trời vậy. Cái xe đó chưa tính tiền hả chị? Ăn mặn giật chạy xuống em thấy là đã không? Được rồi, lần đầu tiên luôn á. Anh biết sao không? Lúc nãy là em không tính lấy cái cốc sinh tố rồi. Nhưng mà mình làm lại bị nghi ngờ quá. Tại lúc nãy anh cô đi, anh nhìn mặt em là kiểu có vẻ hơi nghi rồi đó. Có luôn hả? Dường như... em giả vờ là lấy cốc sinh tố em chạy luôn. Ừ, tính ra là ông trời cũng ban em cho anh là hợp luôn. Chắc hôm nay mình thành công dữ lắm. Chị ơi, tính tiền cho em đi. Ngày nào cũng vậy hết, ngày nào ở đây cũng là những cái khách gấp bị lừa đảo á. Hèn chi sao nãy giờ ông nội kia gấp. Dạ em gửi chị 160. Dạ em cảm ơn chị. Đi, let's go. Bữa anh bị gạt một lần. Đi vô một quán ăn 400 mấy chục ngàn. Xong tụi chạy hết. Nghĩa là hôm nay ông trời mai em tới để phục thù cho anh đó. Đúng. Nhưng mà cảm giác hơi cắn rất lương tâm em ạ. Hay bây giờ em điện cho anh cô đi chị ta. Ừ, điện nói. Phải có gà gán được gì vậy. Ê, Hùng gọi nè. Alo Hùng. Alo anh. Anh đang đâu á? Đang trên xe chứ đâu. Ủa thế lúc nãy tự dưng em bị cái anh kia anh bảo em lên xe xong rồi giờ đi luôn rồi mà em không biết đi đâu nữa. Em ơi, cái chuyện người ta kêu mình đi đâu á không quan trọng bằng cái việc là mình vừa ăn xong rồi mình đứng dậy mình đi luôn mà không trả tiền á em ơi. Hành động vừa rồi rất là gọi là phi vật thể, phi vật lý, phản khoa học đó. Anh ơi, anh chạy lên xe anh lấy tiền nên anh quên đeo cái túi bao tử tới đó. Thật sự nãy em không có bất ngờ. Tại vì anh cơ bản là đã sống như vậy với em từ những ngày đầu rồi. Nhưng mà còn em bất ngờ là Quang Hùng đối với em trong mắt em á là Hùng rất là dễ thương. Nhưng mà hồi nãy cái khoảnh khắc mà em thấy á Hùng không thể nào chờ nổi thì mà lấy một ly sinh tố á. Hùng chạy thẳng tới cái chỗ mà người ta làm xong là giật chạy và chạy đốt nhanh để bán cho mình chết luôn. Em bị sốc quá. Cái này em bị ép rồi nè. Không ai ép được hết trơn á. Đúng rồi, không ai ép được hết á. Mà anh nói cho hai đứa nghe, thằng bé đi với anh nó có tố chất nha. Không. Nó là một đứa trẻ rất ngoan hiền nhưng mà có tố chất nổi loạn. Bây giờ nó sẽ là một người. Một cậu bé mạnh mẽ và thông minh. Lém được. Thôi đừng có khùng điên nữa đi. Bây giờ lo đi kiếm việc kìa. Chúc em may mắn thường lộ bình an nha. Hẹn nhau ở một cái điểm ăn trưa nào đó nha. Không. Tụi em âm ảnh tâm lý rồi.
anh cài cắm cái ý niệm đó từ ngồi khi mà ngồi ở quán ăn luôn rồi. Thì đó, quá trời đất luôn. Ủa, có ao luôn kìa. Sen kìa, nước cũng trồng với nước nè.